Hai. Hai. Đâu rồi? Nắng tét. Đâu hả? Nắng tét. Ok. Bye. Chà, hôm nay diện đẹp quá ha. Ủa, bây giờ mới biết là tôi đẹp hả? Thank you nha. Cái đầm này sale 75% off phải không? Ê cha, bởi vì tôi nói là tôi gặp anh là tôi nuốt vô trong bụng này, không ghi là không được mà. Ông ngon vô trong đám tiệc ông nói luôn 75% off luôn đi. Ủa? Trời ơi, muốn sale nhiều sale tự nhiên la lớn là sao vậy? Đâu cần phải la. Trời đất ơi, bấm mê on sale tới mức độ nha. Cái chỗ nào cần on sale phải chạy tới liền à. Mặc dầu không cần thiết bà cũng mua nữa. Trời ơi, nhưng mà on sale nó tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Ngân quỹ mà tốn tiền thêm á, tôi hỏi quý vị nè. Nhà có hai cái toilet à. Vậy mà kỳ rồi qua mặt on sale á, on sale cái đồ thục cầu. Bà về bà chạy ra bà mua 8 cái thục cầu đem về tới nhà. Bà chứa không kho thục cải lợi không hết nữa. Vậy mà hòa tiện. Anh không biết lo xa vậy hết trơn à. Đó coi như nhà mình đồ thục cầu xài không hết thì có tiền có tùng mình gói mà đi tặng. Giống như nè. Nhà anh Tám tân gia, tôi lấy 4 đồ thục cầu tôi gói với bông tôi tặng thấy không? Trời quá ơi. Thiết thực, đâu có ai nghĩ mà tặng đồ thục cầu ngày tân gia đâu thấy không? Trời ơi. Trời ơi. Đó, còn nữa. Gì? Mình đang sống khỏe gần chết à. Cái tự nhiên có bữa anh có bấm cửa gara ra thấy bà khiêng 4 cái xe lăn vô. Hỏi bà tại sao nó mua xe lăn vậy? Bà không tại vì nó on sale. Trời ơi. Thôi bà, vậy thôi bà trụ tôi chết luôn đi mà mua xe lăn gì vậy? Ủa? Tự nhiên tôi mua xe lăn tôi chuộng chết làm chi? Tôi phải cầu ông sống chứ. Ông chết ai xài xe lăn tôi mua. Trời ơi, thôi coi nói vậy đó. Nói vậy gì đó. Nữa? Thôi tôi nói nghe là gặp anh đó. Trời ơi, em thấy em gặp anh em sợ cái lộn lắm rồi. Tự nhiên tiệc tùng tự nhiên mời chung vô à. Tôi nói thiệt nha, tôi mới có một đời chồng thôi nghe. Mà sao tôi kinh nghiệm đàn ông không thể tưởng tượng được á. Tôi nói thiệt á, đàn ông nha còn có người này người khác. Chứ chồng đó, thằng cha nào cũng y như cha đó à. Trời ơi, sao y chang, sao lại y chang? Quá y chang luôn tôi nói nghe. Trước khi cưới quá tuyệt vời, sau khi cưới quá tuyệt vọng. Trời ơi. Trời ơi. Thấy không? Chị em phụ nữ ủng hộ vỗ tay quá chừng thấy không? Trời ơi, mấy anh ở đâu không giúp tôi cái đi, ngồi ngó cười không à. Tôi hỏi anh nè, đó, anh nhớ không trước khi cưới không? Ngày nào anh cũng tặng em bông hồng hết trơn à. Sau khi cưới một cái bụp không còn cái bông nào hết trơn á. Có phải là quá tuyệt vọng không? Bởi vậy, cái bà này mới nông cạn lắm mà. Tôi hỏi mấy anh nè. Câu cá là mình cần có mồi để nhử. Mà câu được rồi lấy mồi nhử làm gì nữa? Trời ơi. Trời đất ơi. Vậy mà cũng nói. Bởi vậy tôi thiệt á, thân phận chị em phụ nữ ai nói đi qua Mỹ Lady First sao tôi không thấy à. Đó giống như con cá vậy, mấy ông nhử mấy ông câu rồi đã, mấy ông quăng vô chảo chiên ăn hết trơn hết trọi à. Bởi vì tôi nói thiệt á, bởi vì coi vợ không ra gì hết trơn, ra đường gặp con gái thơm thớt nói cười vui vẻ. Hey, can you give me your phone number baby? Đàng hoàng, về nhà nhìn mặt vợ, mặt xưng xỉa là như khỉ táo bón vậy. Thấy không? Bây giờ vợ tôi vậy, tôi nói thiệt nha. Nông cạn, mấy bà nông cạn lắm. Cứ thích nghe cái lời đường mật ngọt ngào mà giả dối. Sao vậy? Trong khi đàn ông chúng tôi nè, có thương vợ để trong lòng. Trời đất. Deep inside. Trời ơi, ông deep quá, tôi chẳng thấy đâu hết trơn à. Bởi vì người ta nói là phải mà. Sao? Đàn bà á nha, yêu bằng cái lỗ tai. Đúng. Thích nghe nịnh không mà. Đúng rồi, đàn bà tụi tôi yêu bằng cái lỗ tai. Đàn ông mấy ông yêu bằng cái bàn tay đó. Yêu vậy á. Thôi, bây giờ bà nói vậy bà coi được không? Hồi xưa cũng nhờ cái bàn tay vàng này bà mê tôi á. Hey, đi coi gì vô tiệc khai luôn đi. Khai gì bây giờ bà nói xấu tôi nữa. Gì vậy? Hả? Ngóng mai vậy? Tôi hẹn bạn tôi. À ha. Hẹn với Huệ gì? Không phải con Huệ. Với hẹn ai? À con Hồng phải không? Không phải con Hồng. Thôi biết rồi, bà này bà con Mai phải không? Không phải con Mai. Tôi hẹn con trai được không? Cái gì? Trời ơi. Trời ơi trời ơi. Cái gì? Bà ngon quá ha. Gì vậy? Bà có chồng con rồi bây giờ bà ăn diện hở hang lòi da lòi thịt ra. Bây giờ bà nói trước mặt tôi bà hẹn trai phải không? Ủa gì vậy? Phải gì? Không? Anh nhớ lại giùm mẹ em đi anh. Tụi mình đang trong thời gian chia tay mà mạnh ai nó sống làm gì mà mặt đỏ bừng bừng nói trời văng mưa luôn vô tôi vậy cha. Coi lại giùm cái đi. Mạnh ai nó sống cha. Chia tay. Bởi tôi thấy thiệt đời vô lý ghê đó mấy ông nha. Ra đường có em này em kia cái mọi người khen trời cha đào hoa lắm. Còn mình buồn cái có một người bạn trai đi cái bị chê là lẳng lơ. Ô, không có phe em xíu nào hết trơn á. Thì bà muốn quen em bà quen chứ. Sao quen trời bạn trai tôi được lắm không anh ơi. Vâng,
Gì? Đàn trai thiệt hả? Ờ, bạn trai đó đàng hoàng lắm à. Đàng hoàng hả? Muốn không? Muốn tôi kể cho không? Ai vậy? Anh ta đó là một đàn ông trung niên trên 50 tuổi. Không hút thuốc, không uống rượu, không cờ bạc, không trai gái, chưa một lần sang ngang. Ê, ê, ê. Gì? Vậy thôi mời ông vô chùa tu đi. Trời ơi, đàn ông 50 tuổi, không cờ bạc, không rượu chè, không trai gái, ở đâu tìm ra vậy? Một là vô chùa tu, hai là nói vậy nè, chưa có vợ. Trời ơi. Là không nghĩ không có đẹp về người ta chứ trơn, tại người ta đàng hoàng, người ta lo ăn, lo học, lo làm, lo ăn. Bây giờ người ta lớn, tụi người ta chưa lấy vợ, lấy vợ. Ông biết không, ông trên 50 tuổi vậy đó mà hiện giờ còn đang sống chung với mẹ già 96 tuổi á. Trời. Cho biết vậy đó ha. Bà rất thành công trên con đường sự nghiệp. Xin làm quen với những cô em trên 40 tuổi, gian dở càng tốt. À, là tôi đúng tiêu chuẩn rồi không đó. Gặp lần đầu nghe, nếu hợp sẽ tiến thẳng tới hôn nhân liền. Đã chưa? Mới gặp lần đầu tiên mà tiến thẳng tới hôn nhân. Chứ sao? Cái này có môn hôn mê với hôn nhân. Ê. Gì? Mà làm nghề gì? Trời ơi, giờ nói nghề tôi mới nói nè. Đang làm một cái nghề hot nhất tại nước Mỹ này cho anh biết. Trời, tưởng làm nghề gì? Ai làm? Ai về làm nghề chữa lửa? Trời. Chữa lửa đâu chữa lửa? Làm gì chữa lửa? Thì bà nói nghề hot nhất nước Mỹ này. Trời ơi, hot nhất nước Mỹ này làm biết gì không? Gì? Đang làm là địa ốc. Làm real estate, làm cái loan officer. Nói chung là về đất đai là ông trời hết á. Trời ơi, ngon ha, lúc này làm nghề địa ốc rồi chứ ha. Chứ sao? Trời, mà anh thấy không? Anh thấy giá trị của em không? Đó, em ở nhà mười mấy năm, em nuôi con, em bước ra đường nè, có người khác vớt liền. Ai vậy anh vậy? Trời, tiệc tùng vui mà đi có một mình ơn nè, ông ơi. Trời, bà này mà ở với mấy tôi mà, mười mấy năm nay mà không nói ngọng, tự nhiên nay bà nói ngọng à. Sao vậy? Gì vậy? Cái gì? Tôi về điên mình hả? À, xin lỗi bà nha. Từ cái ngày chia tay bà ra tới giờ đó nha. À. Đi ăn phở thì cũng hai mình á. Trời ơi, chảnh quá. Không chi đi quá. Ăn tiệc, xin lỗi à. Hôm nay có người tới liền với tôi á. Là sao? Ý là sao? À, ý là sao? My girlfriend. Cái gì? Ông nói lại tôi nghe coi. Yeah. Ông nghĩ ông đứng trước mặt vợ con mà ông dám nói my girlfriend, con nào ba đầu sáu tay dám vào vô tôi chặt lên tại chỗ, con nào ông nói tôi nghe coi hả? Vừa phải thôi ông gan quá. Đừng nóng giận nha hả? Tại sao vậy chứ hả? Mình ly dị rồi đó hả? Đừng có cãi lộn cho hả? Đang chia tay nhau đó hả? Tôi quên. Đang trong thời gian chia tay. Mạnh ai nấy sống mà. Không ai thèm quan tâm tới ai hết. Chia cho nó mệt. Ai thèm quan tâm tới ông đâu. Nhưng mà con đó mấy tuổi nó nghe coi hả? Nó nhiều tuổi vậy? Nó nghe coi. Con đó nhiều tuổi nó nghe coi. Rất trẻ hả? Và rất thương yêu tôi. Đặc biệt nhất là còn trẻ mà không đòi học xoàng đâu đó nha. Trời đó, bởi vì tôi nói đàn ông u mê ám chướng là vậy đó. À, mấy em trẻ nó thương anh thiệt lắm, nó không đòi anh học xoàng với trơn. Nó đâu thèm đòi học xoàng cho nó đâu, nó đòi học xoàng cho má nó thôi à, biết chưa? Trời bởi ơi vậy, mấy bà lúc nào cũng nói xấu mấy em không mà, tôi nói thiệt. Đặc biệt cái cô này nha, lo cho tôi từng miếng ăn giấc ngủ nha. Ủa vậy không hả? Phải như bà đâu nha. Lo từng miếng ăn giấc ngủ hả? Nè ông nhìn cái nút quần ông sắp tuột rồi kìa đó, thấy không? Vô trong cái là tuột giữa đám đông bây giờ á. Trời ơi, bởi vậy không có tôi là không được. Trời ơi, em ơi, đơn nút quần em ơi, ủi áo tùm lum tà la đó, đó thấy không, đó cái nút quần sắp tuột kìa, thấy chưa, đó tôi nói đó. Ủa gì, sao tay bà làm dính dầu nhớt không vậy? Đâu dính đâu. Sao vậy? Thì bánh xe nó bị xì, nó cạy hoài, nó ra bực mình đón taxi đi chứ không có gì chưa. Đó thấy chưa, cái gì nữa, không có tôi là không có được mà. Trời ơi, tôi nói quý vị nghe, cái bà này nè, bà lái xe, bác chỉ cần biết lên xe rồ máy nổ chạy thôi à, bánh xe rớt nào không cần biết. Đó, đổ xăng cũng tôi, thay nhớ cũng tôi. Rồi bây giờ chứ không có tôi á, bánh xe bể làm sao thay được. Đi taxi, bởi vậy không có tôi là không có được mà. Trời ơi. Thôi anh trời làm gì anh lớn tiếng. Đó đây nè, bạn trai em tới nơi rồi nha. Đó, anh nè, anh phải học người ta nha. Người ta vừa có tiền, người ta vừa lịch sự với em vô cùng. Anh học đây nè, coi bạn trai em tới đây nè. Em. Anh. Trời ơi, chào em. Rồi, bạn trai bà con với Nam Lộc. Trời ơi, chào miếng đất đang lên giá của anh. Trời ơi, miếng đất của anh bữa nay hot quá. Dạ, cảm ơn. Nhìn em là anh muốn deposit. Hả? Đóng lãi suất rồi cho nó vô escrow luôn. Chứ mà để tiền lời thả nổi như vậy, trời ơi, nguy hiểm quá cưng ơi. Trời ơi trời, bệnh nghề nghiệp gì dữ vậy trời. Vợ tôi mà hôn miếng đất đang lên giá. Ê anh bạn, muốn đóng escrow á là phải cút credit nha. Bớt credit kia đóng như mặt ông á. Ê, ông làm gì vậy?
trời ơi, làm gì nóng gì, tiệc tùng mà nóng vậy? Dù, 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 dù. Em nói nghe không có sao hết trơn á. Cái miếng đất này em for sale với owner anh ơi. Đúng rồi. Vậy anh dễ tính em. Anh nói anh ơi, cho nó đi anh. Sao? Em hơi buồn anh đó nha. Buồn gì? Hôm nay tới trễ quá à. Trời ơi em ơi, anh bận từ sáng tới chiều. Vậy chở à? Mấy người người khách đó em, đi coi đất hơi xa. Ồ đó, thấy chưa, thấy tao buôn bán không, đi coi đất hả anh? Thì vậy rồi có buôn bán được không anh? À chưa. Ủa vậy chứ sao? Họ nói miếng đất đó nhiều đồi núi quá, họ nhờ anh kiếm một miếng bằng bằng láng láng chút xíu em. Ờ vậy đó hả? Có. Có miếng đất này, có miếng đất này gần lắm mà lát ho à. Ở đâu vậy? Chỉ có tiền cò anh. Cách chân mày anh hai phần. Xây được cái phi trường luôn đó nha. Trời đất ơi. Láng lắm à. Cha nói chuyện dễ quê vậy. Ờ. Anh này ai nói chuyện kỳ cục vậy? Anh biết hôm nay tại tiệc là bạn chung của tụi em... À, xin giới thiệu với anh. Tôi là chồng của miếng đất đang lên giá của anh. Trời. Tưởng gì ngon lắm. Chồng miếng đất đang lên giá. Chồng cũ của em á hả? Nhưng mà giấy tờ sắp xong. Trời ơi, nãy giờ sao em không nói? Em đúng. Xin lỗi em. Em đứng qua một bên để anh giải quyết cái vụ này cho. Anh đừng nóng. Thôi đừng nóng. Để anh. Gì đây? Ê, sắp ly dị rồi phải không? Rồi sao? Mà ly dị là phải bán nhà. Mà bán nhà là phải kiếm tôi nha. Tôi lo từ A tới Z. Khoan. Dạ. Chỗ quen biết cho lại 2 chấm. Đặc biệt văn phòng có làm loan ha. No fee, no cost, no appraisal à, còn free luôn credit report nè. Cái gì cũng phi, lấy gì ăn? Ôi, còn nhiều chỗ ăn. Bởi lắm anh ơi. Làm việc kiểu này nè, phi hết là nâng tiền lời tôi lên ăn phải không? Bởi vậy là mang kiểu cạnh tranh phá giá kiểu gì? Này nè. Đồng hương hại đồng hương nè. Gì đồng hương hại đồng hương? Ờ. Tiếp còn gì nữa, đi ra đi cha. Gì mà kỳ á. Rồi bán, sao? Bán thôi chứ làm gì la dữ vậy? La quá rụng tóc cha. Trời ơi. Không có tóc mà vuốt hoài. Trời. Gì? Tôi đi nhiều chỗ rồi, tôi chưa thấy có thằng cha nào mà nhiều chuyện như thằng cha này hết á. Tôi làm gì đâu nhiều chuyện cha. Thiệt. Anh không thể tưởng tượng được. Sao làm anh? Sao mà em có thể sống với một cái người đàn ông mà như vậy được. Em... Một người chồng mà mang lại cho em nhiều cái đau khổ. Dạ. Một người đàn ông quá lỗ mãn. Dạ. Anh quá tiếc cho em. Anh tiếc cái gì anh? Em coi. Dạ. Em hoàn hảo như vậy. Dạ. Em đẹp đẽ gì, em xinh xắn như vậy. Thấy chưa, nghe chưa? Anh nhìn em thấy giống như là... Em nói anh nghe nè, bây giờ giống cái gì anh nói lớn đi anh. Giống nói như là... Nói đi anh, giống cái gì? Một căn nhà 2 tầng, 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm rưỡi, sân trước sân sau được tân trang hoàn chỉnh, điện nước đầy đủ. Trời ơi. Chỉ có điều tầng dưới bự hơn tầng trên. Nhưng mà không sao, ai lại kẹt. Trời ơi. Anh ơi anh. Trời ơi, anh so sánh phụ nữ, anh so sánh với bông, với hoa, anh so sánh với nhà cửa làm sao? Anh nói hồi dám anh nói nhà em gara vô được lúc 2 xe là chết anh ơi. Xin lỗi em. Em hiểu lộn ý anh rồi. Ý của anh muốn nói là một căn nhà giá trị như em như vậy, một căn nhà hoàn chỉnh như vậy mà lại nằm trong một cái location quá tệ. Trời ơi. Ít ra nó phải nằm trong một cái good location. Là anh nè, nhà địa ốc Điền Văn Trạch. Trời ơi, cái nước Điền Văn Trợt á. Trời ơi, cha này bình thường tôi chết liền á. Trời ơi, cha này chắc đổ máu đi. Trời ơi, thôi đừng nóng. Trời, bởi vì người ta nói cung phu tôi nó triệt mà. Tôi bỏ ăn chồng cà chớn, tôi gặp thằng khác cà chớn hơn. Thôi anh đừng nóng anh ơi. Thôi đừng nóng. Tôi tội nghiệp bà quá. Sao tội nghiệp? Tôi tưởng bà tìm ai hơn tôi ai về đó. Cũng hơn được anh vậy. Bà cô bạn gái tôi tới nè. Cái gì? Bà coi nè. Tracy. Giới thiệu với bà, Trương Sĩ Phạm, năm nay 22 tuổi, chiều cao 6 thước, hả? À, phải, lộn, 6 feet, 6 Đồ feet, vậy? Với một thân hình tuyệt mỹ, dòng 1, 36, dòng 2, 25, dòng 3, 36, cân nặng 40 pound chưa tính xương. Hi, honey. Hi, em.
Trời ơi, xem trời ơi, có gì đâu mà trơ xí dữ vậy. Trời ơi, cái gì đâu mà tôi thấy quá dễ nè, thấy không, quá dễ thấy không, thấy chưa? Không, cái này hơi khó. Mà trời ơi, có gì đâu, dòng 1, 36, dòng 2, 25, tôi cũng 36, 25, vậy mà ngược lại dòng 1, 25, dòng 2, 26. Quá bực bình à. Quá xuất sắc, ở gì vậy? Ai vậy anh? Giới thiệu với em bạn bè. Ồ, bạn anh mà em phải ra chào chứ. Thấy chưa, bạn lịch sự không, ra chào đi em. Hi, chào bác. Nice to meet you. Chào. Oh, your head. Oh, but you're still handsome. Nói cẩn thận là nha em. Em xong nay em tới trễ vậy, anh hẹn quá trời, chờ em lâu lắm á. Oh, tại em phải đưa má em đi chùa. Trời, thấy chưa? Thấy gái ta không? Đưa má đi chùa. Sao em? Má đi chùa vui không em? Không, má em hơi buồn. Trời ơi, sao má em buồn rồi? Anh biết không? Má em đi chùa. Thấy mấy bà bạn đeo hộp xoàng bự như thế này nè. Coi chừng á, đồ bự á, đồ dởm nè em ơi. Vô duyên quá à. Vô duyên quá à. Còn sao má em á, thì đeo hộp xoàng có chút xíu. Đồ nhỏ là đồ thiệt á. Có duyên quá Có duyên quá Hay là sao em? Bữa nào anh rảnh á, anh dẫn em đi ha. Mua hộp xoàng cho má em. Thấy chưa, tôi nói mà, nó đâu hộp xoàng xoàng cho nó, nó đòi xoàng cho má nữa mà. Mà tôi nói là có sai. Thôi, nghe này. Em đừng có nói bà vô hộp xoàng bây giờ, kỳ lắm nha em. Em, hôm nay em tới em băng tân gia nhà bạn của anh á, anh thấy nhà bạn đẹp không? Oh, it's so pretty. Yeah. Anh biết không, cửa trước nhà bạn anh á, nó bù như vậy tốt lắm đó. Cái cửa trước hả em? Cái đó là double door, có giá lắm á. Nhà anh cũng double door đó em. Nhà ông cũng bự vậy hả? Cửa trước vậy tốt lắm đó. Quá tốt. Nếu mà chết đó, thì khiêng hòm ra dễ lắm đó. Trời ơi, trẻ chi mà quá vô duyên, trẻ chi mà quá vô duyên. Em già mà vô duyên nè. Thôi đi ba, em ơi, mình đang tân gia mà đừng nói chết, thấy không, đừng nói chết nó xui xẻo không nên nha. Sorry anh, tiếng Việt em không rành. Ý của em á là có cửa rộng á, nó tốt á. Tại vì á, ví dụ không còn sống nữa đó, thì khi hòm ra dễ. Trời ơi, đừng nói vậy. Có điện thoại à? Thì bà có điện thoại, em có điện thoại. Không có ai gọi nè. Ai gọi vậy? Có điện thoại, chết chà. Ai gọi nãy giờ? Dụ gì vậy em? Hello. Ồ, má hả má? Dạ, con này má, dạ vui lắm má, dạ. Gặp nhiều đông đủ bạn bè lắm má, dạ. Sao má? Hả? Má nói cái gì? Trời ơi, con đã nói với má rồi, bụng nó yếu lắm. Má đừng cho nó uống sữa lạnh. Cái gì? Nãy giờ đi 8 lần rồi hả? Thôi chết rồi, thôi, con về liền, con về liền. Dụ gì vậy em, dụ gì vậy? Anh ơi, chắc em không, em đi vô đi tiệc không sao, được đâu. Sao vậy? Ông ấy về đi ha. Trời, em phải đi về nhà, con em nó bị. Ủa sao em nó bị sao? Nó bị. Hả, con em nó bị cái gì? Nó bị Tào Tháo rượt. Trời ơi, Tào Tháo rồi, nó làm gì dữ mà dữ vậy? Dạ. Anh bệnh hoài ha. Hả? Em về em cho nó ăn 3 trái ổi, 4 trái hồng. Trời ơi, nó nín 1 tháng luôn. Ê, vừa phải đó nha cha. Con nít bị Tào Tháo ăn 3 trái hồng, 4 trái ổi, nín cả tháng luôn hả? Ông, thuốc nam. Như phải à. Chuyện gì vậy anh? Gì em? Anh ơi, xin lỗi em nha, anh phải về tại con nó bị tiêu chảy. Ê, trời ơi, cô ơi, con làm gì vậy? Trời, đúng là cô chưa có con mà tự nhiên con nó tiêu chảy mà cô yếu là sao? Chừng nào có con rồi biết xót xa dữ lắm chứ phải giỡn mà. Gì vậy? Không, tự nhiên là hai chồng không mà nhào vô rồi ăn hiếp như cô gái ta vậy nha. Trời đất ơi, mà hai người đàng hoàng phải nói chuyện gì kỳ cục vậy? Từ từ lại với... Trời ơi. Trời, miếng đất này còn dữ hơn miếng đất kia nữa. Trời ơi, đất kia là đất liền, còn đất này là đất sát biển đó nha. Trời ơi, em ơi, em một tiếng thôi là anh trả overprice liền. Ô, mà anh, em đâu có cần tiền bạc đâu. Cái gì chứ em cần cái gì? Em chỉ có muốn mua hộp xoàng cho má em thôi. Trời ơi, ơi, chuyện nhỏ, bà ngoại em muốn anh cũng mua luôn cho nữa. Thôi ơi, bây giờ anh dẫn em đi tới xin, anh mua cho em một bịch hộp xoàng tắm. Okay, anh. Trời đi em ơi. Bye. Này, đợi anh chút. Bye. Đó thấy không? Anh thấy không?
anh mê nó trẻ đẹp, nó trẻ đó đó rồi đó, rồi nó thôi không bao giờ đọt sàn theo. Ông thấy thằng cha già xói xọi gì mà theo liền theo, ông thấy rõ ràng không? Nó đâu yêu thương gì anh đâu. Còn bà nữa, sao? Bà nói đó. Sao? Nói lịch sự đó. Hả? À? Nói bà miếng đất đang lên giá đó. Hả? À, gặp nhỏ kia hôn miếng đất ở ngoài biển, bỏ bà đi nước kia, bà thấy chưa? Đó, bởi vì em nói với anh rồi, không có ai bằng em lo cho anh hết trơn, mười mấy năm trời hy sinh cho anh cho con. Anh không có biết em hết trơn, anh đi theo chi đó, theo đó đâu được gì đâu. Rồi em cũng bước ra đời đó, em cũng đâu thấy gì được đâu. Bởi vậy cho nên là em nói thiệt anh ấy... Tôi biết rồi. Bởi vậy tôi thiệt tôi ra rồi, tôi ngẫm nghĩ tôi thấy như ra đời tôi kiếm không người nào thấy bà được nha. Bởi vậy em mới nói nghe nè, đó dù sao chăng nữa mình cũng tôi lo cho con tôi đã. Khoan. Ủa, bà về bà lo cho con bà chứ bỏ phải con tôi vậy? Đi phải chờ tôi đi. Bây giờ bà gấp gì bà lái xe không cẩn thận rồi rủi có chuyện gì tôi tìm đâu ra bà. Ủa sao nó nghe câu được dữ vậy ta? Sao? Mà nó nói vậy còn đứng yên chi nữa, đi lẹ lắm. Ủa, cho đi rồi hả? Ờ, đi. Đi. Bây giờ nói em nghe. Em nói nghe nè, sao? Anh uống rượu rồi để em lái xe cho. Không, em làm sao, anh lái cho. Em nói em lái. Để anh lái. Em nói em lái mà. Nếu cãi đó, không phải nhịn mới được. Rồi, đi vô đi. Vô, lẹ lắm, về chứ con. Vậy là thầy 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 th
thiệt thòi đó mà thiệt thòi. Con gái nó ôm mình, nó mới run lên giống như mình. Thế thì mình giả được thù đấy nhá. Cháu ơi, mất nét quá rồi, mất nét quá đi. Còn bà, bà cũng đâu có hiền lành vậy đâu. Đúng thế. Nói này, tôi nói nghe này, những cuộc tình của tôi hồi trẻ, ôi cháu ơi, thành thơ mộng như một bài thơ Huế đó. Thơ mộng thế cỡ nào mà dữ vậy? Nghe đi. Năm xưa em còn thơ, dù dù em khờ ra sao, ai vô thì em ra, ai muốn ra thì em kêu đừng. Cái gì mà vô với ra rồi đừng với thôi? Thì hồi xưa gia đình em là bạn bụng bò Huế, khách vô thì em đi ra tiếp, còn mà khách ra thì em kêu đừng có đi, ở lại ăn thêm một tô nữa cho bể bụng chơi. Trời ơi, nói chi là người ta thèm mà. Thèm, thèm cả chí. Thì thèm bún bò của ba chứ thèm cái chay. Tôi mà còn thèm ngựa nổi chí chị. Chị, chị ơi, chị ơi, chị, tôi nói nhỏ nghe đi. Nói đi. Rửa thì ba chị em của mình cùng xếm xếm đi. Ba đứa mình quả phù giống nhau. Thì đó, chú cháu ơi, cái cành quả phù sao mà nó cô đơn, lạnh lẽo, nào nụng quả đi. Ôi giời ơi, ước gì? Ước làm sao? Ước gì em sẽ lại như thời con gái. Ôi thời con gái của tôi. Sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Yêu nhau chẳng ngại đường xa, một ngày không đến thì ba bốn ngày. Yêu nhau cởi áo cho nhau, về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay. Chị, sao mặt chị hôm nay vui dữ nè? Ừ, sao vui thế? Nói nghe xem nào. Dạ, em vui vì cái chuyện đi khó nói quá trời. Trời ơi, chuyện gì mà khó nói ra đi. Dạ, để em nói cho nghe nha. Tại vì... chồng từ thuở 13, chồng chê em bé, chồng bỏ em có một mình. Trời ơi, mới có 13 tuổi mà cũng phải đặt đi lấy chồng nữa. Đúng rồi, chưa em còn biết mố tế mố. Cha mẹ kêu em lấy thì em lấy, lấy đài cho vui là thôi. Trời ơi, rồi thế có vui không? Có vui chí mố. Cứ mỗi đêm mà hắn ngủ kế bên á, hắn ngáy khó khó à. Không, hắn ngủ trên giường. Còn em ngủ dưới đất. Ôi trời, lành thấy cha luôn á. Trời ơi, thì cũng tự chị đó. Nhưng mà sao nè, tự nhiên sao mặt vậy mà vui vẻ dữ vậy? Chị gì nữa, cười hoài. Để em nói cho nghe. Chị đến năm em 18 thì chồng bê em lên giường. Cái giường có bốn cái chân đi, là hù là khoan, gầy ba con một,
là hù là khoan trông nhé răng cười. Ôi quan hù hò khoan, ôi quan hù hò khoan. Trời ơi, nói vậy là sập cha nó cái giường rồi còn gì nữa. Không có mô. Nhưng mà này, sao sao à? Mấy bữa này á, em nghĩ thằng cha này quá đi. Nghe mày nghe chuyện chi chứ? Rắn mà hẳn cử, lẩm la lẩm lét, thập tha thập thuộc. Trời. Làm như hẳn giấu em cái chuyện chi đó. Giấu chuyện chi? Này anh lính chiến, anh pháo dùm khéo nhé, kéo lầm vào nhà bên. Thằng chả pháo qua cái nhà kế bên luôn hả? Ôi giời ơi, thế thì lại chúa tôi rồi. Chết mất rồi. Chữ mừng răng biết chứ. Hai chị ơi, có ý kiến chi cho em với. Ý kiến à? Cái gì chị mưu kế để ý kiến đấy nha. Em cây đấy nhá. Để em chỉ cho chị nhé. Nói nghe đi. Nghe đi này. Thì chị cứ sang bên nhà bên cạnh á, kêu cái thằng chồng hàng xóm á, nó pháo qua nhà chị á, thế là huề cả làng. Châu ơi, nói chi mà nghe nhột nhạt quá à. Ôi giời ơi, sung sướng đôi đàn, muốn gì nữa. Thôi, hai chị đừng có nói qua nói lại nữa. Ai biểu á, chị đó, lấy thằng chồng ăn ở không, dư pháo bậy bạ, chị đáng chị chịu gì. Đúng rồi. Ôi Châu ơi, còn chị đi, sao? Chồng của chị sao? Nói nghe đi. Trời ơi, thằng chồng em nó người miền Nam, nó chỉ biết làm ruộng không hả? Ôi dồi, anh ấy làm ruộng, thế thì bưng con lắm phải không? Ủa, sao chị biết? Quen hả? Thì về quá mà, mấy người mà làm ruộng đó, ai cũng bư. Bư con hết phải không? Trời ơi, thôi chị ơi, nhưng mà em nói thiệt với hai chị nha. Làm ruộng không có phải sướng lắm đâu. Nhiều khi hả, chân lắm tay bùn. Còn mỗi đêm á, hai vợ chồng phải khăn gối ra ngoài ruộng để canh lúa nữa kìa. Chán lắm. Ôi Châu ơi, nửa đêm mà không ngủ ở nhà mà ra ngoài ruộng ngủ như rửa thì lạc màng quá, sướng quá rồi. Em ở thành thị đâu có được như rửa mô. Lãng mạn đâu á, thì em không có thấy. Mà em chỉ thấy đó, mỗi đêm mà khi mà nó phải ra ngoài ruộng mà nó canh lúa đó là nó phát nổi lên à. Ôi dồi, nổi gì thế? Thì nó nổi cái chứng chướng của nó nổi cái gì? Chướng mà chướng cái gì mới được cái chứ? Đêm xuân gió mát trăng thanh. Nói à, không làm gì hết à? Sao mà không làm gì? Trời ơi, cái thứ mà vũ phu đó nghe. Hả? Em hả? Nó vũ em vũ lại vũ thôi, bỏ cái tật đã đánh vợ. Bởi vì chị có biết không? Cái đêm hôm đó, trời ơi, không có cái cảnh nào mà sung sướng cho bằng. Giữa đêm trăng thanh gió mát, bỗng nhiên có một tiếng thét vang trong đêm vắng. Thét ra làm sao? Chết em rồi, có ai cứu em chứ? Ai chết, chị chết à? Trời đất ơi, thì thằng chồng em nó chết chứ ai chết? Ôi Châu ơi, cái chi chữ, cái chuyện đó em khoái lắm. Nhưng mà răng chồng chị thằng chết được. Trời ơi, thì em giật cái cây cuốc, em cuốc lên đầu chả ăn cái gì đó. Đã đã quá đi. Làm rửa cho hắn biết là lần cho nó biết. Đừng quản hiệp đàn ba dạ, con gái chúng mình. Cho hắn biết thế nào là lệ độ. Chứ đúng sao phải chị? Không? Dạ. Trời. Nhưng mà này, nhìn cái mặt hắn tệ. Làm sao mà hiền cho được? Dựng chị... chết đi chứ. Kỳ. Rồi con mù này. Sao kể nghe tôi, chuyện của mù sao kể nghe tôi. Hai chị không hỏi em cũng kể. Mà kể thành thật nữa đi nha. Tôi kể nghe. Nhớ em như nhớ thuốc nào, hút xong một điếu lại đòi hút thêm. Ôi Châu ơi, thử dự rồi. Đúng hàng rồi chị ơi. Nhưng mà em nói cho hai chị nghe nhé, thằng chồng của em à, nó bu dai ra phết đi nhá. Nhưng
mà chỉ mỗi tội là lằng nhằng quá đi thôi, chịu không nổi à. Rửa rồi chị làm răng mà trì hẳn. Ôi giời, vào tay em à. À, biết tay hả, đêm đêm hả, em quỳ xuống. Em quỳ lại Chúa trên trời, sao cho em giết được người em yêu. Giết được người em yêu. Giết hắn. Giết được người em yêu. Giết hắn. Giết được người em yêu. Xì ta. Trời ơi, chị có gian ác gì vừa. Nó có một cái mạng mà chị cứ giết, chị giết. Trời giết. Ơi, đang nghe hàng giết đã quả trời mà ngưng chí rửa. Đúng rồi. Trời đất ơi. Rồi vậy rồi sao? Nhưng mà thằng chồng em ấy à. Chồng em sinh túi con dê. Ra đường gặp gái lại hay hút càng. Bây giờ nó thật thảm thương. Thì đàn bà con gái chúng mình khổ quá đi. Lấy chồng như mắt gai gâm. Phải mang vào cô uống công một đời. Gặp chồng lo lắng thì nhờ. Còn không thì cũng một đời. Trời ơi hai chị ạ, à, sao mà đàn ông xong họ láo quá chị nhé. Trời ơi, nó không có láo như vậy sao nó lấy được mình. Nhưng mà nói thì nói chữ răng mà thời gian quen nhau lúc đầu đó, lời nói chí thằng cũng ngọt ngào hết, câu nói mố cũng ngọt như mỉa lui hết trơn đó. Đúng rồi đó. Nào là em nà nữ hoàng lòng anh. Còn á, đời anh mà thiếu em thì cũng như thịt chó mà nó thiếu rượu nếp thang. Ủa cháu ơi, làm răng mà có thịt chó với rượu nếp thang ở trong đi. Trời ơi, em đâu biết chồng em nó dân nhậu. Nó có nói gì em biết đâu. Thôi thôi, bỏ qua hết đi. Ai cũng có sổ hết mà. Dạ. Nhưng mà nói thì nói nha, cái thời gian mà quen nhau đầu tiên nữa, em nhớ anh ý lấy cái xe đạp phi hành cụ thôi. Nhưng mà chờ em đi chơi á, răng mà cùng thơ mộng lãng mạn quá trời luôn á. Chờ em trên chiếc xe đạp cũ xì, áo ướt đẫm mồ hôi nhưng chưa hè. Như khi xưa bao mộng mơ trên chiếc xe đạp cũ, dưới cơn mưa cùng nhau sắp qua cầu. Vô 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 đó.
Trời ơi, tụi giỏi quá ha. Hai đứa đừng có đánh nhau nữa. Buông ra. Có nghe nói không? Hả hả? Trời ơi, có chuyện gì vậy? Trời ơi, chị Tám ơi, chị giúp tôi kéo hai người ra coi. Con cái gì nó mập như heo, tôi làm lại đó. Trời đất ơi. Thôi con ơi, con cưng của má. Má lại con. Đừng quánh nữa. Má lại con, tôi cũng đâu dám làm gì nó không. Cái nó bự gấp hai tôi. Thôi. Buông tay ra con ha, buông tay ra. Buông ra. Trời ơi trời. Thôi, càng được hai đứa này tôi muốn nứt tim luôn. Tám ơi, nghe hỏi nè, chuyện gì mà hai đứa đánh nhau? Nó không nói hả? Mày nói đây, tại sao đánh nhau mày? Đúng rồi, nó chơi bắn bi ăn gian rồi nó còn đánh con nữa. Nè, sao nó chơi ăn gian mà nó đánh người ta nữa vậy hả? Hả? Ai biểu nó chửi tôi? Em nó lỡ chửi, con có giận thì con chửi lại thôi. Hả? Sao con quánh em? Con quánh nó vậy lỡ nó chết rồi sao? Mày thấy cái dáng của mày, mày chỉ cần thổi là nó chết rồi. Nó bằng tuổi tôi chứ có nhỏ gì đâu. Tại ai biểu nó đẹp kia. Biết em nó đẹp sao mày đánh nó? Em nó đánh đâu có lợi con đâu. Đúng không nè? Ha. Nè, con xem nè, thấy không? Nó, mắt nè, mũi mồm nè, nó xinh húp lên đó, thấy không? Bầm tím như vậy chắc con đánh nó mạnh tay lắm phải không con? Trời ơi, thằng quỷ, quỷ con. Ông quỷ con, sao gì đánh dữ vậy con? Mày muốn hại cho tao tán gia bại sản phải không? Thôi chị Tám ơi, chị nói chỉ lời những lời đó chị Tám. Chuyện đâu còn có đó mà. Chuyện nít rồi từ từ mình giải quyết ha chị Tám. Nè, hiểu mày. Sao con đánh em chi mạnh tay dữ vậy con? Tại tôi đã nói nó rồi bộ. Nó chửi tôi lần đầu rồi tôi nhịn. Tôi nói nó mà chửi tôi lần nữa, tôi sẽ đánh cho ba má nó nhìn nó không ra luôn. Ai biểu nó nói, nó không chịu nghe. Ngu đáng chịu, đáng đời. Nanh, nanh. Mày nói nữa tao giả tét cái mỏ của mày à. Quỷ sứ, trời ơi, thằng âm binh. Hời, con ơi con. Con có đau lắm không? Dạ mong anh thông cảm bỏ qua cho. Hay vậy tôi gửi chút tiền mua thuốc men cho cháu nghe. Thôi được rồi, chị cất tiền đi. Có đáng gì đâu. Ê, chỉ cần lăn mấy trứng hột gà là nó hết chứ gì. Dạ thành thật xin lỗi ông anh. Dạ cũng tại tôi nè, tôi không biết dạy con nên mới ra nông nổi này á. Chị có lỗi gì đâu, chuyện con nít mà. Thằng Tí nó bị thằng Tèo đánh vậy cũng đáng đời nữa ha chị. Tại cái tội chữ thề nè, hỗn ẩu đó, tôi ghét lắm. Hơ, biểu ở nhà học không lo, ra đây chữ thề đánh lộn. Muốn đánh lắm hả? Được, về nhà đánh với tao nè. Ôi ba, trời đừng đánh con mà. Đi đi. Trời, nó đánh con rồi, ba đánh nữa trời. Đi. Còn mày nữa, vậy đi về luôn, đi mau, đi. La gì đánh mày? Thứ, khôn nhà dạy chợ. Ngu si đần độn. Ngày nào tao cũng cho mày ăn muối iốt thôi mà. Tại sao mày không khôn thế nào vậy? Cái đần độn mày. Sao kỳ vậy mày? Cái ốc mày là ốc gì? Ốc heo là ốc bò. Tao nói hoài sao mày không hiểu? Tao dạy mày sao mày? Chơi với bạn mình biết chọn bạn mà chơi. Đứa nào tốt thì mình chơi, đứa nào xấu thì tránh ra mày ghéo. Ui à. Thằng Tèo là cái thằng mất dạy, không có đi học, suốt ngày chỉ biết la cà phá làng phá xóm, từ đầu trên tới xóm dưới, ai mà không biết nó. Lần nào chơi chung cũng bị nó đánh gần chết à. Hết sủi tay tao bầm mặt vậy mà cứ lao đậu chơi nó hoài à. Mày sang cái mặt mày đi, mày có nhận ra mày không? Bị người ta đánh với cái mền rách không biết nhục. Cái mặt của mày ta nhục lắm nè. Đấy. Con tao thì phải hiên ngang hùng dũng, ra đường không chịu thua bất cứ một ai. Đấy là phải thắng, chứ không phải đưa cái mặt ra cho người ta đánh. Biết chưa mày? Con đánh mà đánh không có lại, né không có kịp à. Ai biết mày sắp lại rồi nó. Đứng xa xa cái. Con cũng đứng xa mà nó cứ sắp tới con hoài à. Sắp mày chạy. Mà con sợ á. Sợ gì? Sợ ba đánh á.
Tại sao? Bay dại không có được lùi bước trước kẻ thù. Đúng. Nhưng tao đâu có kêu mày chạy trốn. Chạy đây là chạy đi tìm cái cây đập bể đầu đó. Đánh bằng tay không lại thì mình chơi bằng cây. Không có cây thì lụm đá mà chọi. Hiểu chưa? Hiểu. Mạnh thì dùng sức, yếu thì dùng trước. Trước là gì ba? Không biết mày. Tao hứng nó nói là tao không biết. Ơi, vậy sao con hiểu? Đuôi. Mày phải khôn lên một chút chứ. Mày chỉ được nước chửi là hay à. Chửi. Nín. Dù mày đúng cái nữa đó, mà nghe mày chửi á, người ta không ghét, tao không thèm bên mày đâu. Thấy không? Mình phải là người của văn hóa, có đạo đức người ta mới thương, mới bên mình. Tao cấm mày từ đây ra đường gây chuyện với ai. Chỉ được quyền đánh chứ không được quyền chửi, nghe chưa? Dạ. Nghe rõ không? Dạ. Kì anh. Mệt quá. Dạ. Tôi thấy anh nhảy không mà tôi còn mệt nữa. Thằng Tí nó bị thằng Tèo nhà tôi quánh quá đủ rồi. Sao anh còn phạt nó nữa anh? Phải phạt, phải đánh nó cho chị. Phạt đánh nó cho nó chừa cái thói hư tật xấu. Chơi với bạn là phải cười đùa vui vẻ, chứ không được đánh lộn chữ thề. Cái thứ mất dạy là tôi không có ưa đâu chị Tám à. Ôi anh nói đúng quá anh ơi. Anh là một người khéo dạy con. Ai như tôi, tôi được vứt đi rồi. Tôi đàn bà bỏ đi rồi. Chị Tám bình tĩnh. Tám thiệt. Sao chị lại khóc vậy chị Tám? Thấy anh dạy con nó ngoan. Tôi tuổi. Tuổi. Sao kỳ vậy? Con tôi ngoan mà mắc mớ gì chị tuổi. Con tôi hư chắc chị vui lắm hả? Không có. Hả? Anh đừng hiểu lầm. Tôi tuổi là tuổi cho thân tôi. Không biết kiếp trước tôi chắc tôi đẹp hơn kiếp này nè. Dụ bao nhiêu thằng bỏ nó hay sao bây giờ chả. Bây giờ kiếp này tôi lại sinh ra một thằng con phá gia chi tử như vậy. Chị nói quá. Tôi thấy nó chỉ phá làng phá xóm chứ đâu phá nhà chị đâu. Dạ bởi vậy tôi mới nói. Phải chứ nó phá nhà tôi đỡ biết mấy. Phá trong nhà kệ nó, từ từ mua lại. Đằng này nó phá nhà người ta. Mà mấy bà nói thêm nó bớt hư một. Nói tới 10 đền thấy bà luôn. Rồi mới đây nữa nè, chưa kịp lôi đầu nó về. Nó chơi ác ghê thằng này chơi. Thằng này mai mốt làm cầu thủ sướng lắm ạ. Nó chọi đá bể tôi thuốc bà. Chọi ngay luôn bể nát hết. Dặn nó ra đã. Tôi thấy cái thằng này nó khùng dữ lắm mà chị Tám ơi. Chị đưa nó đi bác sĩ tâm thần đi. Nếu nó bệnh thì gửi vô nhà thương điên luôn cho rồi. Chứ thả đông nó ngoài đâu có tốt đâu. Có bữa đốt nhà người ta là chị mang quà đó. Trời ơi. Đã sớm đi ăn mày luôn chứ không phải mình về chị đâu. Bởi vậy tôi khổ lắm tôi mới qua tôi gặp anh tôi cầu cứu. Không phải mượn tiền tôi để đền đủ thuốc cho bà hai chứ. Không không. Trời ơi tủ thuốc thì tôi đền cho người ta rồi. Tôi chỉ muốn nhờ anh giúp tôi một chuyện thôi. Chuyện gì? Tôi lại anh. Quỳ xuống đây tôi lại anh. Chị Tám đừng làm vậy. Tám. Tôi thiệt tôi lại anh. Thôi mà chị Tám. Anh đừng đỡ sao vậy, anh để tôi nói hết. Ủa, đi. Thôi Tám ơi, Tám thiệt ơi. Tôi nói ra không chừng anh quỳ xuống anh lại tôi lại anh. Ủa cái gì vậy kìa? Anh dạy anh Tèo giùm tôi được không anh? Đâu. Tôi lại chị chứ, tôi lại. Thấy không, tôi nói mà miệng tôi linh lắm. Tôi lại chị, lại thiệt luôn á. Chị làm mẹ chứ không dạy nó, bắt tôi dạy. Tôi dạy nó không nghe. Tôi nói là nó quay đi chỗ khác à. Thằng này nó cứng đầu lắm anh ơi. Nói một tiếng trả lời 10 tiếng. Tôi nói thiệt anh, đụng tới cái tai nó đâu rồi tôi văng ra mấy mét rồi. Nó gồng không mà tôi bay tới cỡ đó. Chỉ có anh mới trị giùm thôi. Chị làm nói, ơn chị nói vậy cho còn anh Tám đâu mà anh không trị. Trời ơi, nhắc tới ổng càng thêm tức. Suốt ngày chỉ làm bạn với rượu chứ có ngó ngàng gì tới con cái đâu. Tôi thấy anh là một người cứng rắn, biết cách dạy con. Nói ra là con răm rắp nghe theo. Thấy một tí nè. Cho nên tôi thấy tôi quyết định. Bởi vậy tôi mới qua để tôi nhờ anh. Thôi được rồi. Dầu gì mình cũng là chỗ bạn bè chòm sớm láng giềng với nhau. Tối lửa tắt đèn có nhau hả chị? Dạ. Không được. Tắt đèn không có nhau là anh Tám ghen chết. Tự chị... anh nói rồi tự anh không chế à. Bởi vậy chị nhờ tôi rồi tôi không giúp rồi cũng không được. Rồi tôi đồng ý giúp chị. Nhưng tôi có một điều kiện cần chị đáp ứng. Dân, tôi sẵn sàng đáp ứng bất cứ điều kiện gì. Miễn sao anh trị được cái thằng Tèo con tôi. Để nó không ngổ nghịch biết nghe lời cha mẹ. Dù tốn kém bao nhiêu tôi cũng không tiếc. Nói thiệt với anh, tốn nhiêu chắc cũng không đủ mấy cái tiền tôi đền cho người ta đâu.
anh muốn tôi trả công anh bằng vàng hay tiền? Nói không không không, không cần vàng cũng chẳng cần tiền đâu chị Tám ơi. Tiền tài với phấn thổ nhân nghĩa mới thiên kim chứ. Tiền bạc chỉ là cát bụi thôi, nhân nghĩa mới đáng quý chứ chị Tám. Tôi giúp chị đây ra là vì giúp tình chứ không phải là vì tiền đâu. Vậy điều kiện của anh là gì? Rất đơn giản thôi. Tôi là nói thiệt anh nói thẳng luôn nghe. Tình thì tình nghĩa thì được chứ còn tình yêu là đáp ứng được nó chỉ có chồng rồi. Không có, không có đâu, không có đâu. Không dám tình yêu được chị. Trong lúc tôi dạy dỗ thằng Tèo đó không? Tôi chỉ mong rằng chị đừng xen vào. Chị chỉ được đứng ngoài lấy mắt ngó chứ không được mở miệng nói. Nếu chị đồng ý điều kiện này thì tôi mới giúp chị đó. Trời ơi, tưởng điều kiện gì khó, ai dè quá dễ, tôi đồng ý. Trời đất ơi, tôi ít nói lắm. Yeah. Tôi thiệt ít nói lắm dữ lắm, từ lúc con tôi nói vậy tôi mới nói nhiều á. Thôi vậy chị về bển trước rồi ra tôi qua sau. Cảm ơn anh, mọi chuyện trông cậy vào anh. Tôi xin phép tôi về. Cô về nghe tí. Dạ, con có đau lắm không? Vết thương hôm qua có làm con đau lắm không? Đau lắm. Ồ thôi thôi ráng nha, qua đợt này tôi nghĩ chắc Tèo qua sự huấn luyện của ba con nó không dám nữa. Tôi về nha anh. Ủa vậy làm sao? Mày cười với thằng chó. Đâu biết được, thấy ba cười cười theo. Mày nhắc. Tèo. Tèo. Gì? Ở thùng gì? Phận làm con phải nghe lời cha mẹ, dù đúng hay sai cũng không được cãi, vậy mới ngoan nghe con. Chơi với bạn là phải chơi với thật thà trung thực, không được ăn gian. Chơi ăn gian là xấu lắm. Chơi với bạn là phải biết nhường nhịn bạn, không được ỷ mình to khỏe mà ăn hiếp bạn bè nhỏ nhắn. Hiểu không? Gì là không tốt biết không con? Trả lời cho chú biết coi nào. Trả lời cho chú biết coi nào. Tèo, mày có nghe chú Tư hỏi không? Tôi đâu có điếc. Vậy là nghe hả con? Nghe sao không chịu trả lời? Ông đâu phải cha tôi đâu. Muốn dạy à? Giỏi quá, về dạy con ông đi. Đâu? Tôi không cần ông dạy khôn tôi đâu. Thằng quỷ. Trời đất ơi, mày dám hộ với chú Tư hả? Rồi mất dạy. Rồi con trời đánh. Chị Tám, đừng. Không nên chửi con cái như vậy. Chị nghỉ ngơi để tôi dặn rồi, nhớ không? Mày vừa phải thôi cái Tèo. Mày đừng để tao thương mày làm tới nha. Bữa nay tao giao quyền chú Tư thay tao dạy mày. Nói mà không nghe lời chú á, chú có đánh chết mày tao cũng không can đâu. Mày ráng mày liệu hồn á. Hù tôi hả? Biểu môi rồi nữa. Má con nói thiệt chứ không phải hù con đâu. Ông dám đánh tôi không? Nếu con ngoan biết cái lời chú dạy bảo, chú đánh con làm gì? Không. Tèo à. Vậy chú mong rằng từ đây về sau chú không còn nghe ba mẹ con hay bất cứ ai trong xóm này than phiền về con nữa. Con phải biết nghe lời cha mẹ, phải thương yêu kính trọng người lớn tuổi, phải bảo vệ hạnh phúc gia đình, gìn giữ của riêng cũng như của công, không được quậy phá, chọc ghẹo hay hiếp đáp kẻ yếu hơn mình, vậy mới là người tốt. Con hiểu không? Không. Có làm được như lời chú nói không? Không. Đâu có gì khó đâu, dễ lắm hả con ha? Sao mà ông nói nhiều quá? Nó riết cái mỏ nhọn quắc. Tao giết mày. Con nít không được ăn nói như vậy, nghe không con? Người ta là người lớn mà, nói vậy là hổn, hiểu chưa? Tôi mệt ông lắm rồi nha. Ông muốn nói thì ông nói. Còn bây giờ, thôi mấy ông nói một mình đi. Tôi đi à. Ê, đứng lại. Mày chở vô nhà nghe chú dạy bảo. Không. Chở vô nhà mày. Không. Vào nhà đi con ngoan, nghe lời chú đi con. Không nghe. Tôi muốn đi chơi à. Tèo. Chú nói nhẹ nhàng mày không biết nghe phải không? Không mày đừng có trách chú
nghe mày. Này à, ông đừng có hù dọa tôi nghe. Tôi không nghe đó, ông làm gì tôi chứ. Mày không nghe hả? Không nghe tao đánh trỏ mày. Đừng đánh nữa anh Tư ơi, đừng đánh nữa. Vậy chị ra. Đừng đánh nữa. Vậy ra đi, tôi dậy đó. Đừng. Chạy ra đi. Đừng. Không được đâu. Anh đánh nữa chết con tôi á. Chị xót hả? Thôi tha cho nó đi. Chị xót phải không? À. Vậy chị gì thôi. Chị dậy nó đi nha. Tôi không dậy nó nữa. Tôi về. Nè, mai mốt mà nó chửi hay nó leo lên đầu chị ngồi đó thì đừng cố chịu đi. Đừng có than thở với tôi nữa nghe chưa. Tôi có giúp chị đâu. Đi à. Về con. À, anh Tư ơi, anh Tư bộ anh giận tôi hả anh Tư? Giận chứ. Ơi mà giận chi, người dân mà giận làm gì? Tôi buồn mà. Đang buồn. Buồn chuyện gì? Buồn. Chị là người lớn mà chị không biết giữ lời. Điều kiện tôi đưa ra cho chị tại sao chị không làm theo? Dạy con cái kiểu như chị thì làm sao nó ngoan được. Nhưng mà anh có chắc là cái cách dạy này con tôi nó ngoan không? Anh quánh nó quá à. Chắc sao không chắc. Bảo đảm 100% luôn. Nếu tôi nói sai ra tôi nằm xuống đây là cho chị đánh tôi lại, hành hạ tôi lại. Tới chết cũng được đó chị. Chị nhờ tôi giúp chị phải tin tưởng tôi chứ. Dạ thôi được rồi, thôi được rồi, tôi tin anh. Anh cứ dạy tiếp đi. Tôi không xen vô nữa đâu. Má, sao má ngu quá vậy? Khi không suối người ta đánh con mình hả? Trời ơi. Thằng quỷ sứ, mày dám ăn nói hỗn láo với tao như vậy hả? Thằng quỷ dệt. Anh Tư, quánh nó đi. Quánh thẳng tay cho tôi. Quánh chừng nào nó biết nghe lời mấy tao quánh. Được. Thì tao cần mày tới bến à. Tôi sẵn sàng làm theo yêu cầu của chị. Biện pháp một đã xong. Giờ tới biện pháp hai. Tam bang triều điển. Chị Tam, nghe tôi nói gì không? Nói gì á? Tam bang triều điển. Là gì? Chị không biết tam bang triều điển là gì hả? Không biết thiệt không hư. Con biết nè. Biết nói gì Tám nghe coi con. Dạ, tam bang triều điển á là. Thôi dì Tám đi theo con nói nhỏ nhỏ cho dì Tám nghe. Ai nghe dì cháu mình biết thôi. Đi. Sao không nói đây? Tiêu đời mày rồi con ơi. Trời đất ơi, tam bang triều điển là cái xô nước này hả? Còn hai thứ nữa. Đây nè ba. Biện pháp này công hiệu lắm chị Tám ơi. Giờ đó mà thằng Tí nhà tôi nó ngoan đó. À, nhưng mà anh định làm gì với mấy cái thứ này? Rồi chị sẽ biết. Tất cả lui ra. Tèo. Gì? Nãy giờ á, những điều chú dạy con thấm thía chưa con? Con đã biết lỗi của mình chưa? Biết lỗi của mình chưa? Biết chưa? Biết chưa mày? Anh Tân nhẹ tay thôi, đừng có siết quá coi chừng nó chết. Thèo ơi, nhận lỗi đi con. Ê, nhận lỗi má lại con, nhận lỗi đi không bị đoàn nữa. Nhận lỗi đi. Sao? Con. Nhận lỗi đi. Mày có chịu nhận lỗi không cái thằng lì lợm? Dạ, dạ. Hả? Mày không chịu nhận lỗi hả? Mày làm thinh á? Khổ cho mày chết nha. Khổ ơi. Chết. Mất dạy nè. Lì lợm nha. Chưa nghe không? Chưa. Ê, đừng đánh nữa. Chết nó anh ơi. Hả? Trời ơi, Tèo ơi, con có sao không? Tèo ơi, trời ơi, sao con tôi đập im ru vậy nè trời ơi? Anh! Cái gì? Hung thủ giết người, anh đã gây án rồi trời ơi. Gây án gì? Anh giết chết con tôi rồi. Làm gì chết? Thì chết ra coi đi, tôi coi coi. Trời ơi, nó còn thở chết gì? Mà định làm gì nó nữa? Để tôi giúp cho nó tỉnh lại nha. Tí, cầm xô nước ở đây coi. Tỉnh lại chưa? Tỉnh lại chưa? Tỉnh lại chưa con. Trời ơi, thằng Tèo nó làm sao vậy hả anh Tư? Trời ơi, con. Nó đâu có sao đâu. Vậy là thành công rồi đó chị. Nó đang chuyển đổi tâm tính đó đó. Phải vậy không? Thôi hay là anh quánh quá bây giờ nó khùng rồi, cái mặt nó ngu đi. Ghê rồi kìa. Chị nói vậy chị Tám? Phương pháp dạy con giá truyền của dòng họ nhà tôi á. Dễ gì mà nó khùng được. Yên tâm đi. Chị xem nè. Cậu thằng này. Tèo.
Dạ chú gọi con hả? Dạ, sao con biết lỗi rồi, con xin nhận lỗi. Biết lỗi rồi thì tốt. Chị thấy công hiểu chưa? Kẻ làm lỗi thì mới biết nhận lỗi sẽ được tha thứ. Khoanh tay lại mày. Khoanh tay lại. Từ nay về sau cha mẹ nói còn cãi lại nữa không mày? Dạ con không dám. Còn đi phá làng phá xóm nữa không? Dạ con không dám. Còn ăn hiếp con tao nữa không? Dạ con dám. Gì? Dạ con không dám. Tốt. Đã thử qua mấy thứ này rồi phải không? Dạ rồi. Biết tên của nó chưa? Dạ con nhớ rồi. Tam Bang Triều Điển. Tốt. Lần sau mà còn tái phạm không phải Tam Bang đâu, mà Thập Bang Triều Điển. 10 thứ 1 chỗ nghe con. Ủa cái vụ này mới hả chú? Ủa Thập Bang Triều Điển là gì hả chú? Thì muốn biết đi quậy rồi mày sẽ biết liền ha. Con biết nè. Thập Bang Triều Điển gồm có là dây nịch nè ha, búa đóng đinh nè ha, dao lam nè, keo bẫy chuột nè, sắt nước lửa hồng, vỏ sầu riêng. Thôi tí ơi, mày đừng nói nữa, tao sợ lắm. Thôi con đừng nói nữa, con nó sợ rồi. Biết sợ thì tốt rồi đó. Dạ. Cố ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ nghe chưa? Dạ. Không có chọc phá xóm làng được mọi người yêu mến, hiểu chưa? Dạ. Hiểu chưa mày? Dạ con hiểu rồi. Con xin hứa sẽ nghe theo lời chú Tư dạy bảo, không làm điều sai trái nữa. Chị mới ngoan chứ. Xin lỗi đi. Dạ. Mày đâu vậy? Dạ. Xin lỗi tao trước nè. Vì mày mà tao mệt nè. Dạ. Vậy con xin lỗi chú, vì con đã làm phiền chú, làm cho chú mệt. Chú tha thứ cho con đó. Xin lỗi một tí đi. Mày đánh nó bầm mặt phải xin lỗi nó. Tèo. Đúng rồi, con đánh bạn thì phải xin lỗi chứ. Xin lỗi bạn đi con. Ê, mày dòm cái gì nữa vậy? Dạ nói mình lỡ tay đánh bạn bầm mặt, bạn tha lỗi cho mình nha. Ừ, tha lỗi cho bạn đó. Đừng có ý lớn mà ăn hiếp mình nữa nghe không? Mình hứa mình không có quýnh bầm mặt nữa. Bữa sau có quýnh nhẹ thôi. Ây bà, công nhận anh giỏi thiệt á. Thì tôi đã nói mà. Nè, xin lỗi má mày đi. Má, trời ơi, con không làm gì vậy? Không, con xin lỗi má. Từ đây về sau con sẽ không làm cho má buồn nữa đâu. Giỏi. Giỏi quá phải chi, trước kia con ngoan như vậy thì con đâu có bị đòn, bị đánh vậy. Cảm ơn anh Tư nhiều lắm. Cảm ơn anh dữ lắm, anh dạy con tôi. Mặc dù thiệt là tôi cũng giận anh lúc nó quánh nó nhiều lắm á. Nhưng mà thôi, cảm ơn dữ lắm. Cảm ơn chú Tư đi con. Cảm ơn chú Tư nghe chú Tư. Nhớ nghe lời chú dạy nghe không? Dạ. Thập Bang Triều Điển lúc nào cũng trực chờ con hết nghe con. Dạ thôi không dám nữa. Tôi về chị Tám ơi. Dạ anh Tư về. Dạ Tí. Về con. Dạ. Thưa chị Tám muốn về. Con về đi con. Về cái tèo. Ừ, bạn Tí về đi. Mai mốt mình không quýnh nữa đâu nghe. Ê, ba đi chút chuyện cho con rồi đó. Con hả dạ chưa? Đỡ quá bà ơi.